Lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê các xe tải, trục lợi hơn 5 tỷ đồng, đối tượng Nguyễn Kim Tiến, giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tiến và giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Kim Tiến Đại Phát vừa bị công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Từ đầu năm 2020, Tiến thông tin tới các chủ xe trên địa bàn. Tiến là phóng viên, nhà báo, có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông. Tiến có thể tác động, can thiệp xin lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi cho phương tiện vi phạm. Để được Tiến bảo kê, Tiến yêu cầu các chủ phương tiện phải đóng tiền hàng tháng với số tiền 10 triệu đồng trên một phương tiện. Để che giấu hành vi phạm tội, Tiến đã thành lập công ty để hợp thức hóa số tiền mà các chủ phương tiện phải đóng hàng tháng. Tiến hành khám xét nhà ở và trang trại của đối tượng, công an thu giữ 7 giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí, một thẻ cộng tác viên, một giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí mang tên Nguyễn Kim Tiến, nhiều vật chứng khác có liên quan. Qua xác minh, xác định từ năm 2020 đến nay đã có hơn 70 phương tiện đóng tiền hàng tháng cho Tiến để được dán logo công ty Kim Tiến. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ 30 phương tiện và đang tiếp tục xác minh thu giữ những phương tiện còn lại. Bước đầu xác định tổng số tiền mà Nguyễn Kim Tiến đã lợi dụng quyền hạn nhà báo để thu tiền từ các phương tiện từ năm 2020 đến nay là hơn 5 tỷ đồng.